Thế là này là cháu nghỉ ạ? Vâng, cháu mới nghỉ hôm qua. À, thế trước này đi đá đâu? Đá ở Trung Quốc ạ? À, Trung Quốc thế là mới về à? Vâng, cháu mới về. À, thế là được nghỉ lâu không? Mẹ cháu. Cháu được nghỉ đến cuối tuần. À, rồi. Vâng. À, cuối tuần thế lại đi, thế đợt này thì đây lại đi tập tập này đá, không là đá đâu nhỉ? Chuẩn bị đi để đá vâng. Giải buôn anh à, thế à. Anh chụp về anh xin một kiểu. Xin giới thiệu mọi người, đây là tiền vệ Tuyết Dung nha. Chúng tôi đang ăn ở quán Tiết Canh. Quán cháo vịt Tuyết Dung đây. Đây là tiền vệ Tuyết Dung ở đội tuyển bóng đá Việt Nam đây. Đây là anh em tôi hôm nay vào quán ăn với chỗ cô Tuyết Dung ở tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Cô có chia sẻ gì với mọi người không? Thì cứ chia sẻ là mọi người, đây là quán Tiết Canh Vịt đúng không? Nổi tiếng quán, ở quán Tiết Canh Vịt ở ngã tư 168 Bình Lục Hà Nam. Đồn xá Bình Lục Hà Nam. Vâng, đồn xá Bình Lục Hà Nam. Ai đi qua đây thì các bác ai đi qua đây rồi vào ủng hộ nhá. Ủng hộ nhá. Ủng hộ Tiết Dung nhá. Vâng. Đây là nhà của tiền vệ Tiết Dung đây. Vâng. Tiền bóng đá Việt Nam này. Thế đợt này là đi đá Olympic à? Vâng, Olympic giải vòng loại thôi ạ. À. Vừa rồi như là đá ở ASEAN, thế là mình thua Nhật Bản là 7-0 đúng không? Nhật Bản 5-3 cháu có đá. Không có, nhưng mà à, đá thua Nhật Bản 7-0 đấy là thế là thôi là về từ Trung Quốc rồi, cháu mới về rồi. Vâng, cháu mới về, chiều qua. Ừ, may mắn hôm nay này vào đây này. Uống rượu này gặp được. Hôm nay bác vào đây ạ? Ông cũng vào mấy lần rồi nhưng hôm nay mới gặp lại cháu ở đây. Mọi người xem nhé, đây là quán Tiết Canh Vịt. Tiết Canh Vịt Tuyết Dung nha. Đấy mọi người nha. Đây là đang làm gì thôi này. Đấy. Đang làm gì thôi. Đây là hôm nay hai anh em tôi này, chỗ này đang làm ở xã đến là vào đây để ủng hộ đội tuyển Việt Nam nhé, tuyển vệ Tuyết Dung. Thế là đợt này là đi tập huấn cho là đá Olympic à? Thế là cháu sinh năm 93 thôi. Thế là chưa lấy chồng bao giờ thì lấy chồng? Đây là ông bạn của tôi nhá, mọi người nhá. À, mọi người chứng kiến là ông bạn của tôi đang trao đổi với tiền vệ này. Đây là nhà tiền vệ Tuyết Dung ở tuyển Việt Nam này. À, cháu đá ở vị trí tiền vệ đúng không? Vâng ạ. À, đấy, đây là ông bạn cùng đồng nghiệp với tôi. Bác có ăn đi ạ? À, tôi cho tôi để phỏng vấn chút nói chuyện. Vừa rồi là nói chung là lại được vừa đá thắng hai trận rồi thua Nhật Bản, thế là thôi là mình phải chia tay ASEAN đúng không? Ô, hôm nay cháu nhớ hôm nay cũng đá mà để cháu bật. À, ừ thì đá, cháu xin. Đây nha, anh em tôi đang ăn Tiết Canh Vịt Tuyết Dung này cùng với bạn đồng nghiệp của tôi nhé, mọi người nhé, đấy là Tiết Canh Vịt Tuyết Dung này, anh Việt Nam nhé. Chúng tôi đang thưởng thức cách Tiết Canh Vịt Tuyết Dung, đây là tiền vệ Tuyết Dung mang áo số 7 này. À, quán của tiền vệ Tuyết Dung này mọi người nhá, mọi người thấy không, đấy là quán Tiết Canh Vịt Tuyết Dung nha. Mọi người có đi qua đây thì vào thưởng thức, đây là những huy chương của đấy, huy chương đấy này. À, hôm nay ngoài đoàn anh sang TV được nhỉ? À, tiếp tục rồi. Từ bóng đá nữ đây. Đây là anh bạn cùng đi với tôi nhé, mọi người nhé. À, tí nữa rồi nhé, vừa chụp ảnh xong. Vừa chụp ảnh xong đấy. Bác không về được đâu. Rồi, tôi nhìn rồi. Bác ngồi xuống ăn đi bác. Đây là mình... Rồi. Đây, gọi Zalo thì đây là tiền vệ Tuyết Dung mọi người nhá. Đây là quán của Tuyết Dung.
Đấy, xin chào mọi người đấy. Tuyết Dung đang chào nha. Xin chào, cảm ơn.